Phải lại không, cùng sửa nhé. Anh em bỏ ngay cái thói chơi với anh có nào ứng quốc tế đi nhé. Học ngay giáo án với anh bún lướt của MVP đấu trường danh vọng ngay bây giờ nhé. Ở cấp độ 15, khi bạn combo đúng cách, Giang sẽ có tới 4 lần lướt và 4 lần choáng. Hả? 4 cái choáng á? Trước khi vào combat, hãy tích cho mình nội tại xanh. Sau đó kích hoạt chiêu 3 lần 1. Tiếp tục kích hoạt chiêu 3 lần 2 để lao vào. Chiêu 1 đánh thường, chiêu 2 đánh thường, chiêu 2 đánh thường, chiêu 1 đánh thường. Dính phải cái combo này thì xin chúc mừng, AD tên bạn được một vé về đế quốc thần tốc. Đối với bạn Ngọc thì anh em hãy xài cho mình Ngọc là 45 con vật lý kèm 100 xuyên giáp là mắt đỉnh dịch cho Gian đó nha. Đây sẽ là bộ trang bị phù hợp cho Gian với 35% thời gian hồi chiêu. Bạn có thể đổi điều Leviathan sang kích chiêu hồn nếu muốn. Set đồ này gọi là công thủ toàn diện, được mình đây dùng tiếp đến tận ABL. Nhớ đâu xem vậy đâu nhá. Về cơ bản thì combo nó sẽ là như thế. Còn nếu không làm được như thế thì làm như này.